Các bạn ơi, sắp cuối năm rồi, dường như mọi laptop gaming đều mang tới bên mình để được hỗ trợ vấn đề vệ sinh. Ngày hôm nay bên mình tiếp tục vệ sinh một dòng máy đến từ Asus nha các bạn. Máy ngày hôm nay là dòng máy đến từ Asus với mã là FX506B các bạn. Máy Asus nó có một đặc điểm là mainboard nó màu đỏ. Thì vệ sinh cũng như những dòng laptop gaming khác thì chúng ta đều phải tháo toàn bộ máy ra như thế này. Đây là cái hệ thống tản mà sau khi mình tháo các bạn có dính lại một số lớp tản nhiệt cũ, nó đã bay rồi và đi kèm đó là bụi bẩn bám trên thành của tản nhiệt rất là nhiều nha. Thì bên mình sẽ hỗ trợ là tẩy cái lớp tản nhiệt này cũ và thay thế bằng một lớp tản nhiệt mới nha các bạn. Chỉ còn khoảng hơn 8 ngày nữa là sắp Tết Nguyên Đán rồi, các bạn tranh thủ mang máy tính qua để được vệ sinh laptop, để con máy chúng ta được trơn tru sạch sẽ, năm mới nó cũng mượt mà hơn nha. Laptop gaming các bạn nên vệ sinh khoảng hơn một năm, cường độ cao thì các bạn hơn 6 tháng thì chúng ta nên đi vệ sinh một lần nha. Chi phí vệ sinh của những dòng laptop cơ bản thì từ 200 ngàn nha các bạn. Còn laptop gaming như mã Asus này thì là 300 ngàn. Thời gian vệ sinh từ 1 giờ tới 2 giờ. Các bạn có thể ngồi trực tiếp xem bên mình vệ sinh và lấy máy luôn. Hoặc là sau khoảng hơn 1 giờ bên mình sẽ gọi các bạn lại lấy máy nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mỹ Tho Laptop trong thời gian qua.